cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, gia đình chúng con xin kính báo cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa. Bà Anna Trần Thị Thơi, giáo khu 7, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1931 tại Hà Tĩnh, Việt Nam, đã được Chúa gọi về vào ngày 20 tháng 9 năm 2020 tại Methodist Mainfield Medical Center, Texas, hưởng thọ 89 tuổi. Chương trình thăm viếng và an táng thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2020 từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối. Thăm viếng tại nhà quan mo 1219 North Davis Drive, Arlington, Texas 76012. Thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2020 từ 8 giờ 30 sáng, nghi thức làm phép khăn tang tại nhà thờ Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam 801 East Mayfield Road, Arlington, Texas 76014. Từ 10 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối, thăm viếng tại nhà quan mo 6 giờ chiều, làm phép sát và đọc kinh tại nhà quan mo. Thứ bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020, 10 giờ sáng, thánh lễ an táng tại nhà thờ Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam. Sau thánh lễ sẽ di quan và hỏa táng tại nghĩa trang mo. Tang gia đồng kính báo trưởng nữ Nguyễn Hồng Hà, chồng và các con các cháu, Arlington, Texas. Thứ nam Nguyễn Hùng Hải và các con các cháu tại Việt Nam. Thứ nữ Nguyễn Bạch Liên, chồng đã quá cố và các con các cháu, Grand Prairie, Texas. Úc nữ Nguyễn Thanh Tâm, chồng và các con các cháu, Arlington, Texas. Xin hiệp ý dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn bà Anna, xin miễn vòng hoa và phúng điếu. Cáo phó này thay thế thiệp tang. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi.